Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Việc tốt quanh ta của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thời gian qua trên địa bàn cả nước đã có rất nhiều tập thể cá nhân quyên góp ủng hộ phòng chống dịch. Tại tỉnh Điện Biên cũng vậy, phong trào đã nhận được sự chung tay ủng hộ của cả cộng đồng, trong đó phải kể đến những tấm gương của những người cao tuổi. Họ đã tự nguyện trích một phần lương hưu ít ỏi của mình để ủng hộ với mong muốn có thể góp phần chung tay cùng cả nước để lùi dịch bệnh. Trong chuyên mục Việc tốt quanh ta tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những tấm gương như thế. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ông Nguyễn Đức Tròn, tổ 10, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, năm nay đã 72 tuổi. Hàng ngày theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông, ông thấy Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi cả nước chung tay phòng chống dịch COVID-19, nên ông đã tự nguyện trích 1 triệu đồng từ tiền trợ cấp mất sức của mình nộp cho Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thanh để chung tay cùng cả nước phòng dịch. Ông chia sẻ, số tiền ủng hộ của mình chỉ nhỏ như một hạt cát, nhưng ông hy vọng từ những hạt cát đó sẽ tạo nên được một đống cát để có thể góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Đất nước mình mỗi một lần coi như là chống dịch này tốn rất là nhiều tiền của. Thế thì chúng tôi, gia đình chúng tôi, coi như là lương thì cũng chỉ về mất sức thôi chứ không phải là về hưu. Cho nên là thấy lời kêu gọi của mặt trận thì gia đình chúng tôi cũng góp một hạt cát để toàn dân thì trở thành một đống cát to để ủng hộ cho nhà nước để chống dịch. Cũng như ông Tròn, bà Nguyễn Thị Hường, tổ 2, phường Tân Thanh năm nay đã 72 tuổi. Với suy nghĩ, mỗi người cần có trách nhiệm chung tay cùng cả nước chống dịch, rồi người cao tuổi nên thực hiện trước để nêu gương cho con cháu và mọi người noi theo. Nghĩ là làm, bà Hường đã tự nguyện mang 1 triệu đồng tiền lương hưu của mình lên phường để ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt hơn, bà chính là người cao tuổi đầu tiên trên địa bàn phường Tân Thanh tham gia ủng hộ quỹ phòng chống dịch. Hành động này của bà Hường đã để lại ấn tượng và gây xúc động với nhiều người trong bối cảnh cả nước đang gồng mình chống lại đại dịch COVID-19. Thì cũng là một người dân ở trong đất nước Việt Nam, thì qua cái thời gian mà cả nước đang chống dịch COVID-19 cũng có đồng lương hưu, thì tôi thấy mình cũng nên là đóng góp cái sức mình nhỏ bé của mình để chung tay với nhà nước, chung sức với nhà nước để chống lại cái đại dịch COVID-19. Tôi cũng quyết tâm là thôi thì ít nhiều cũng là cái tấm lòng của mình, trích một cái phần lương nhỏ bé của mình lên để ủng hộ. Hưởng ứng cái lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc thành phố Điện Biên Phủ, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thanh đã triển khai tới Ban công tác Mặt trận cũng như các tổ chức thành viên. Mặc dù trong thời điểm đang giãn cách xã hội, nhưng với tinh thần chống dịch như chống giặc, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch, thì chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường. Trong đó có tiêu biểu là hai cá nhân là ông Nguyễn Đức Tròn ở tổ dân phố 10 và bà Lê Thị Hường ở tổ dân phố 2. Mặc dù đó là tuổi đã cao, hàng tháng thu nhập thì chỉ là từ nguồn lương hưu thôi, nhưng mà các cụ đã trích một cái số tiền của mình để mà ủng hộ cho công tác phòng chống dịch này. Điều đó làm cho chúng tôi hết sức cảm động. Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục được nhận được sự ủng hộ của các tập thể cá nhân cũng như các nhà hảo tâm để làm sao mà chúng ta cùng chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi cái dịch bệnh COVID-19. Ông Tròn, bà Hường chỉ là hai trong số rất nhiều người cao tuổi trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng cùng chung tay góp sức ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19. Những đóng góp của các cụ không chỉ là tấm gương sáng cho con cháu cũng như thế hệ trẻ noi theo, mà hơn hết còn góp thêm sức mạnh về tinh thần, tình đoàn kết và động lực để cùng toàn dân chung tay phòng chống, đẩy lùi đại dịch COVID-19. Câu chuyện về những người cao tuổi trên địa bàn phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tham gia ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 đã kết thúc chuyên mục Việc tốt quanh ta tuần này của chúng tôi. Hy vọng thông qua những việc làm ý nghĩa của các cụ sẽ là động lực để mọi người, nhất là thế hệ trẻ, học tập và noi theo để ngày càng có nhiều hơn nữa những hoạt động, những việc làm tốt được triển khai.